Khi bước vào thời gian bắt đầu đi làm thì mỗi người trong chúng ta lại trở thành nhân vật chính trong trò chơi sinh tồn của cuộc đời mình. Vậy làm thế nào để bạn không những sống sót mà có thể giành được những chiến lợi phẩm, những chiến công lớn giúp bạn có thể khẳng định và nâng tầm giá trị bản thân? Hãy để UNEA chỉ cho bạn các kỹ năng cần có này nhé. Kỹ năng đầu tiên, tech, kỹ năng chuyên môn. Đầu tiên, bạn cần trang bị cho mình đầy đủ vũ khí. Vũ khí ở đây chính là các kỹ năng chuyên môn mà bạn sẽ cần có trong công việc. Trong thời kỳ của cách mạng công nghệ dữ liệu được xem là tài nguyên, việc sắp xếp, sử dụng và phân tích dữ liệu là một trong những kỹ năng bắt buộc mà ai cũng phải có nếu muốn trở thành một nhân viên giỏi. Kỹ năng thứ hai, mindset. Hành trình đi làm, bạn sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề mà trước đây bạn chưa được trải qua. Dĩ nhiên, nó không phải là một bài toán có công thức để bạn áp dụng và giải quyết vấn đề. Khi đi làm, bạn phải thật sự nhanh nhạy để có thể tự sáng tạo ra công thức cho bản thân trong từng tình huống khác nhau. Để có thể làm được điều này, bạn cần xây dựng cho mình tư duy mindset. Mindset là niềm tin, định hướng cách chúng ta xử lý và đối mặt với các tình huống trong cuộc sống. Mindset cũng được hiểu là mô thức tư duy, cách chúng ta nhìn nhận về bản thân và thế giới. Kỹ năng thứ 3, heartset. Trong game sinh tồn của cuộc đời này, bạn không hề sống một mình mà phải sống trong một cộng đồng. Đi làm là tham gia vào một cộng đồng xã hội. Sau đó, việc bạn có khả năng giao tiếp và xây dựng được sự ủng hộ của những người xung quanh là một trong các yếu tố then chốt giúp bạn làm việc hiệu quả và thăng tiến trong sự nghiệp. Heartset chính là kỹ năng có thể giúp bạn làm được điều này. Với một người trẻ khi mới ra trường mà có thể trang bị cho mình 3 yếu tố trên thì chắc chắn sẽ trở thành nguồn lực chất lượng cao, có khả năng thăng tiến và nằm trong top những nhân viên dẫn đầu. Hiểu được điều đó, UNEA đã xây dựng nên chương trình Young Talent, chương trình đồng hành cùng các bạn sinh viên, giúp các bạn có thể bước vào cuộc chiến sinh tồn của cuộc đời dễ dàng hơn thông qua lộ trình học trực tuyến mở rộng gồm 20 môn chuyên sâu, tech và soft skill. Đội ngũ mentor High Performance hỗ trợ trong suốt quá trình học, hỗ trợ bạn viết CV, phỏng vấn, giới thiệu công việc hoặc vị trí thực tập cho các bạn hoàn thành khóa học và đã được cấp chứng chỉ. Còn chần chừ gì nữa mà không tham gia cộng đồng những tài năng trẻ Young Talent của chúng tôi? UNEA chào đón các bạn!